Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Nguyễn Thu Trang. Trong cuộc sống cũng như là công việc thì mình gặp rất là nhiều khách hàng có tình trạng như là mụn này, da dị ứng, kích ứng, mẩn đỏ. Và các bạn chưa tìm được một cái giải pháp nào cho làn da của mình để làn da của mình trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn. Khi các bạn lựa chọn sản phẩm sử dụng cho khuôn mặt thì mình khuyên các bạn có mấy ý như sau này. Thứ nhất là các bạn nên sử dụng các cái sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có xuất xứ, có thương hiệu để sử dụng cho khuôn mặt của mình, tránh tình trạng sử dụng các sản phẩm trôi nổi, hàng giả, hàng nhái trên thị trường sẽ khiến làn da của các bạn trở nên mỏng hơn, yếu hơn. Và cái quá trình tái tạo phục hồi da là một cái quá trình mà rất gian nan, vất vả. Cái thứ hai là các sản phẩm mang tính dịu nhẹ, lành tính cho làn da, tránh bị kích ứng, bị mẩn đỏ. Và một trong những sản phẩm mà mình thấy đáp ứng được đủ các điều kiện như trên đó là sản phẩm Cariofi. Đây là một cái sản phẩm mà xuất xứ từ Hàn Quốc và mình cũng rất là hay khuyên các khách hàng của mình sử dụng để chăm sóc da ở nhà. Đấy, đây là một cái sản phẩm của Hàn Quốc các bạn nhé. Chính vì là sản phẩm của Hàn Quốc nên giá thành nó rất là vừa vặn, vừa túi tiền sinh viên này, vừa túi tiền người dân Việt Nam. Và cái chất lượng của nó thì rất là đảm bảo. Khi mà các bạn sử dụng thì để mua được các cái hàng chính hãng thì mình khuyên các bạn là nên đến các cái đại lý phân phối chính hãng của Cariofi để mua, tránh mua phải các hàng giả hàng nhái trên thị trường. Bởi vì các bạn biết là hàng giả hàng nhái bây giờ người ta làm rất là tinh vi và rất là nhiều. Đấy, thì các bạn nên qua các cái đại lý salon chính hãng, cùng đại lý chính hãng của Cariofi để các bạn mua. Hy vọng là các bạn sẽ có một làn da đẹp để quay trở lại gặp với mình. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn, mình là Kiều Vân. Mình đã có kinh nghiệm ở trong ngành thẩm mỹ đã lâu và chuyên ngành bên mình là trị liệu và chăm sóc da. Hàng ngày có rất nhiều khách hàng đến bên mình tư vấn về vấn đề này, bị mụn, bị thâm ở trên da rất là nhiều. Và bây giờ trên thị trường thì có rất nhiều hàng nhái, hàng giả không rõ xuất xứ, nguồn gốc. Và dòng sản phẩm mình luôn giới thiệu cho khách hàng bên mình đó là dòng sản phẩm của Cariofi. Nó là dòng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín này, rất là lành tính. Mình khuyên các bạn nên sử dụng sản phẩm Cariofi để có một làn da sạch mụn mờ thâm. Và các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng sử dụng sản phẩm này. Xin chào các bạn, mình là Phượng, điều dưỡng viên của chuyên ngành da liễu thẩm mỹ. Thực trạng hiện nay mình thấy có rất nhiều các loại mỹ phẩm đang trôi nổi trên thị trường Việt Nam. Và đặc biệt hàng giả, hàng nhái rất là nhiều. Gần đây qua tìm hiểu cho thấy mình được biết đến một trong những dòng mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, đó là Cariofi. Qua nghiên cứu cho thấy Cariofi là một trong những dòng sản phẩm được chiết xuất chủ yếu từ tự nhiên, có độ lành tính và dịu nhẹ rất là cao, và đặc biệt lại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Là một người đang làm trong chuyên ngành da liễu thẩm mỹ, tôi khuyên người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ chính hãng như Cariofi.